Ông Tơ bà Nguyệt, hai vị thần chúc phúc cho tình yêu bền chặt bên nhau đến đầu bạc răng long. Xin chào quý anh chị. Hôm nay thì Gốm Nhật Tố Kỳ giới thiệu cùng sưu tầm đến quý anh chị một cặp tượng ông Tơ bà Nguyệt. Và cặp tượng này là cặp tượng xưa thuộc dòng gốm sứ Kutani, mà đặc biệt hơn nữa là cặp này thì sẽ vẽ nét vẽ tay và vẽ men lam nhé cả nhà. Về kích thước của cặp tượng này thì em cũng sẽ đo và gửi tới quý anh chị. Về phần ông Tơ thì sẽ có chiều cao là hơn 30 cm, còn bà Nguyệt thì sẽ có chiều cao rơi vào tầm khoảng 26 cm. Cả nhà có thể cùng chiêm ngắm với gốm Nhật Tố Kỳ. Và các đường nét thì bây giờ gốm Nhật Tố Kỳ cũng sẽ gửi tới quý anh chị luôn nha. Như đã mô tả lúc ban đầu, đó là bộ tượng được vẽ men lam từng chi tiết một với các nét vẽ hoa văn họa tiết ở trên phần tà áo rất là đẹp. Cả nhà có thể cùng chiêm ngắm rất là nhiều màu sắc tuyệt đẹp của nét vẽ men lam, và thêm nữa là từng cây trúc này, từng bông hoa, từng chiếc lá ở trên cái phần tà áo. Cái phần áo này thì anh chị có thể thấy nó là cái áo truyền thống của người Nhật, và đây cũng là một bộ tượng gốm sứ Kutani Nhật Bản. Phía bên dưới thì chúng ta sẽ có truyện ký Kutani chìm nhé cả nhà. Và đây có phần còn lại, đó là ông Tơ cũng có các đường nét rất là đẹp ở trên phần tà áo. Mời cả nhà cùng chiêm ngắm với gốm Nhật Tố Kỳ. Các đường nét na sẽ vẽ hoa và rất là đẹp đúng không cả nhà? Anh chị có thể thấy từng đường nét trang trí thể hiện ở trên cái tác phẩm này rất là đẹp. Và phía bên dưới thì chúng ta sẽ có truyện ký Kutani nữa nha. Một cặp tượng cũng tương đối là hiếm. So với tượng màu thì tượng men lam em sẽ thấy là hiếm hơn. Và em xin được đặt để lại vị trí trung tâm và mời quý anh chị cùng nhìn ngắm lại một lần nữa cho cặp tượng Kutani, ông Tơ và Nguyệt vẽ men lam. Mọi thông tin chi tiết thì anh chị có thể cùng giao lưu và sưu tầm với gốm Nhật Tố Kỳ. Em sẽ để liên hệ ở dưới phần mô tả. Và một lần nữa thì quý anh chị yêu thương thì có thể chia sẻ, like, share cũng như là cùng giao lưu các món đồ sưu tầm với gốm Nhật Tố Kỳ. Em xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị trong các tác phẩm sưu tầm tiếp theo của gốm Nhật Tố Kỳ.